chứng minh Câu chuyện niệm Phật phóng quang Trong đoạn văn này Tôi xin trích dẫn hai thí dụ để chứng minh Quyển tình tông giảng nghĩa này Tổng cộng phân thành 10 chương Trong đó chương thứ 10 chính là Niệm Phật phóng quang Chú đã được đưa vào Niệm Phật cảm ứng lục tập 1 Cũng chính là nói Chỉ cần người xưng niệm danh hiệu trên thân sẽ phóng ra ánh sáng của Phật A Di Đà. Chương thứ 10 phân làm mấy đoạn, trong đó tâm niệm Di Đà thân có ánh sáng. Người thực hành là đại sư Liên Trì cuối triều đại nhà Minh, tổ sư tông tịnh độ rất nổi tiếng. Ngài soạn trúc sông tùy bút có một đoạn ghi chép như sau: thôn Hải xương có một bà cụ chết, tuy thể xác chết nhưng linh hồn không chết. Linh hồn của cụ bà này có thể nương vào thể của người tại gia mà giảng nói một vài chuyện về báo ứng âm phủ chịu những thống khổ cực hành ở địa ngục mỗi lần như thế bà cụ nói rất rõ ràng và rất linh nghiệm vì thế khi bà cụ gái vào thân nói chuyện thì không những người nhà mà ngay cả người hàng xóm cũng đều đến tò mò để nghe có một lần nghe trong chúng có người bỗng nhiên chuyên tâm niệm nam mô a di đà phật bởi vì trong tâm người ấy niệm chứ không phải miệng niệm nên người khác đương nhiên đều không biết nhưng linh hồn thì biết lập tức nói anh gì đó ơi nếu như anh thường xuyên niệm như vậy thì lo gì không thành phật chứ người đó hỏi lại bà ấy ôi sao bà nói như vậy linh hồn nói bởi vì trong tâm của anh niệm nam mô a di đà phật à người đó hỏi dặn lại trong tâm tôi niệm phật bà làm thế nào biết được linh hồn nói ai chà biết rất rõ bởi vì trên thân bạn có ánh sáng đại sư liên trì nói người thôn này mù chữ không biết chữ người trong thôn không biết chữ nhưng ngay lúc đó chuyên tâm niệm phật có thể khiến cho hồn ma hướng về người ấy mà cung kính và khen ngợi như vậy huống gì là người tu trì niệm phật đã lâu đại sư liên trì nói thế nên công đức niệm phật không thể nghĩ bàn người này một chữ cũng không biết có thể nói là người ngu si nhưng chỉ cần trong tâm chuyên tâm niệm phật thì có ánh sáng quỷ thần không những không dám hại người ấy mà còn kính trọng người ấy thậm chí còn bảo hộ người ấy nữa. Cần phải niệm Phật nhiều thì chuyển ánh sáng không tốt trở thành ánh sáng của Phật. Kỳ thật, trên thân chúng ta đều có ánh sáng. Quyển sách này cũng có nêu ra, người thiện có ánh sáng thiện, người ác có ánh sáng ác. Hiện tại khởi niệm nào thì có ánh sáng đó, trí huệ phước báo lớn hay nhỏ, ánh sáng đều khác nhau. Bất kể trí huệ, phước báo lớn hay nhỏ, chúng ta chỉ cần niệm Phật thì đều có ánh sáng của Phật. Nếu không như thế, nếu nói về ánh sáng của tự thân chúng ta thì có thể hiểu được là ánh sáng của chúng ta không thể khiến cho quỷ thần kính trọng. Bởi vì chúng ta loạn tưởng vọng niệm, tự tư tự lợi, tham sân si sâu nặng đâu có loại ánh sáng nào có thể được cung kính cho nên rất hổ thẹn vì thế chúng ta cần phải niệm phật nhiều chuyển ánh sáng không tốt thành ánh sáng của phật niệm vọng tưởng cũng là niệm niệm phật cũng là niệm nhưng vọng tưởng không tốt chỉ tạo tội tạo nghiệp quỷ thần xem thấy chán ghét như thế thì tại sao không dùng niệm vọng tưởng đó mà niệm phật cũng là niệm mà không niệm Phật thì nhất định sẽ niệm vọng tưởng. Trên thân chúng ta đều có ánh sáng, dùng mắt thịt xem thì không thấy. Người có mắt âm dương sẽ nhìn thấy, quỷ thần cũng nhìn thấy. Mắt âm dương và quỷ thần đều là phàm phu, nhưng có thể thấy được. Chư Phật Bồ Tát hộ pháp long thiên dĩ nhiên nhìn thấy được. Vì thế chúng ta chỉ cần trong tâm niệm Phật Thì hộ Pháp Long Thiên sẽ đến hộ trì Chư Phật Bồ Tát xếp thành trăm lớp Nghìn lớp dây quanh bên thân bảo vệ chúng ta Khen ngợi chúng ta Đây là Kinh A-di-đà nói Trong ánh sáng quá Phật vô số ức Của Phật A-di-đà là quá Phật vô số ức Đồng thời quá chúng Bồ Tát cũng vô biên Là Bồ Tát vô biên Quá Phật, quá Bồ Tát cũng như nhau Xếp thành trăm lớp, nghìn lớp dây quanh để bảo hộ chúng ta Trong mười hai thời Chúng ta đều được Phật a di đà chư Phật Bồ-Tát, hộ Pháp Long Thiên ủng hộ. Điều này quá thật làm cho chúng ta cảm thấy an ổn, an toàn và vui vẻ. Câu chuyện Niệm Phật Phóng Quang Lại nói một bài trong sách Niệm Phật Cảm ứng Lục tập thứ nhất trang 70 Đây là lời trích dẫn trong khả hứa tắc hứa của cư sĩ Trần Hải Lượng Soạn Trần Hải Lượng là vị cư sĩ tại gia tiến tâm lừng lẫy thời cận đại Gia đình anh ấy là gia đình Phật quá và chuyên tu tịnh độ Trong quyển sách này Trần Hải Lượng nói Lúc tôi 29 tuổi Năm 1937, vợ tôi tên là Diễn Tính ở núi Sức Thành. Lúc này Diễn Tính mới 25 tuổi. Sáng sớm một hôm nọ, cô ấy xuống núi đi giữa đồng ruộng, dọc đường chuyên tâm niệm Phật. Lúc này, mặt trời vừa ló dạng nhô lên trên núi, thì ánh sáng của mặt trời buổi sáng chiếu khắp đại địa. Cô ấy tình cờ thấy bóng dáng của mình nên phát hiện trên đỉnh đầu có dần sáng hình tròn đường kính khoảng hai thước, rộng bằng bả dai Dần sáng này tỏa sáng rực rỡ, giống như ánh sáng vòng tròn tuyệt đẹp trên tượng Phật, không thể hình dung. Chúng ta xem trên đầu tượng Phật đều vẽ có dòng ánh sáng, có màu sắc, chỉ có điều dòng ánh sáng trên đầu tượng Phật mà chúng ta thấy không thể so với ánh sáng chân thật mà diễn tính thấy bởi vì đích thân cô ấy nhìn thấy. Trong tâm cô ấy cảm thấy kỳ lạ Vẫn tiếp tục vừa đi vừa niệm Phật Hơn nữa luôn chú ý đến bóng dáng của cô ấy Dần ánh sáng hình tròn này Vẫn tỏa ra ánh sáng trực trở đẹp tuyệt vời Cô ấy biết đây là cảnh tượng do niệm Phật mà được Do đó để thử xem Cô ấy dừng niệm Phật Chuyển qua niệm chuyện tạp nhạp của thế gian Đồng thời lại xem thử cái bóng ấy Dần ánh sáng đã biến mất ở đây Trần Hải Lượng nói Vì thế có thể biết Niệm Phật có thể phát ra ánh sáng vốn có của chúng ta Tiêu trừ được nghiệp chướng đen tối Diễn tính là vợ của Trần Hải Lượng Cô mới 25 tuổi Nói về tuổi tác thì cô còn rất trẻ Chẳng phải là sư thầy Cũng chẳng phải là người tu hành lâu Nhưng bởi vì cô ấy niệm Phật Nên có dần ánh sáng xuất hiện không niệm Phật thì dần ánh sáng tiêu mất Có thể thấy người niệm Phật tuy không biết Không cầu khẩn nhưng vẫn có ánh sáng Nếu niệm gì khác tuy cũng là niệm Nhưng không có dần ánh sáng Như vậy thì có thể biết Ánh sáng này chẳng phải từ bản tâm của cô ấy phát ra Mà là ánh sáng từ bên ngoài đến Chỗ nào có danh hiệu thì chỗ đó có ánh sáng Câu danh hiệu này chính là danh hiệu quang minh Chỗ nào có câu danh hiệu này thì chỗ đó có ánh sáng Ở Đài Loan, câu danh hiệu sáu chữ này được dán trên cột điện, tường chách Dán nơi bờ ao và bờ biển từng có người chết đuối Hoặc đoạn đường nguy hiểm từng xảy ra những vụ tai nạn xe cộ sau khi dán sáu chữ danh hiệu lên thì nơi đó tai nạn xe cộ giảm ít thậm chí không còn nữa có những dùng nước hàng ngày thường có người chết đuối kết quả sau khi dán sáu chữ danh hiệu lên bên bờ thì không có người chết đuối nữa câu danh hiệu này phóng quang ngay trong đó tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng sanh bị tai nạn nơi đó khiến cho họ lìa khỏi không làm trở ngại người đi đường thậm chí tìm người thay thế người chết quang sẽ tìm người thay thế Chúng ta không nên nói Ô kìa, người ta là diễn tính mới có dòng ánh sáng trên đầu Không chỉ diễn tính có mà mỗi người chúng ta đều có Nếu ai niệm một câu Phật thì đều có ánh sáng Bởi vì tâm của chúng ta rất hẹp hòi ngu si Có tạp niệm, có phiền não, không thanh tịnh Chúng ta cũng không có trí huệ cao sâu cho rằng giống như tôi đây dù niệm phật cũng chẳng được gì cả người được phóng ánh sáng tâm phải rất thanh tịnh giàu sâu kinh tạng tu hành nghiêm mật mọi người đều nghĩ như vậy sau thực ra không phải như thế một niệm tâm của chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới chúng ta khởi một niệm hoặc nói ra một câu đều có mặt khắp cả vũ trụ lại quay về bên thân chúng ta lúc nào cũng là thời gian nhân quả hưởng ứng bóng của chúng ta lúc bình thường nhìn không thấy có ánh sáng nhưng nếu thời gian và không gian phối hợp tốt tình hình trong tâm cũng dần dần tốt sẽ xuất hiện hiện tượng này nhân như vậy quả như vậy tất cả đều là nhân duyên hòa hợp muốn có dần ánh sáng đó cũng cần nhân duyên hòa hợp có thể biết loài người thậm chí loài súc sanh bởi vì trong tâm loài ấy cũng có tâm niệm chỉ cần tâm niệm chuyển thành niệm phật thì tự nhiên sẽ phát sinh hiện tượng đó vì thế không chỉ diễn tính có mà bất kể người nào cũng có nhân như vậy quả như vậy giống như đài truyền hình chuyển đến kênh nào thì tiết mục của kênh đó tự nhiên hiện ra trên màn hình nếu bạn không chuyển đến Thì nhân duyên không đầy đủ Quả đó không thể phát ra Cho nên ánh sáng thì mỗi người niệm Phật chúng ta đều có Phật quan soi sáng Lợi ích căn bản nhất là tiêu trừ nghiệp chướng lúc lâm chung Hoàng minh của Đức Phật A Di Đà soi sáng chúng sanh niệm Phật, có công đức lợi ích rất lớn. Công đức lợi ích này rất nhiều, trong đó căn bản nhất là tiêu trừ được nghiệp chướng của chúng ta khi lâm chung. Bởi vì đương lúc chúng ta lâm chung thì thân thể phải chịu các thứ bệnh đau đớn dằn vặt, tâm chịu các sự dày dò bất an. Có thể nói cả trong lẫn ngoài đều bị hành hạ, vừa đau đớn lại vừa chấp trước. Ba loại ái chấp trước của người đời khi lâm chung. Thông thường, người lúc lâm chung có những chấp trước gì? thông thường có ba loại ái ái chính là chấp trước cảnh giới ái là loại chấp trước thứ nhất tức là chấp trước đối với hoàn cảnh chúng ta sống đến già phải chứng kiến rất nhiều người chết người không học phật cái chết của họ sự chấp trước cuối cùng xuất hiện đầu tiên là yêu môi trường môi trường là nhà của chúng ta người thân của chúng ta nơi cư trú của chúng ta còn có cả tiếng tâm lợi ích địa vị của chúng ta bởi vậy nghĩ rằng chao ôi ta sắp xa lìa rồi cho nên lưu luyến không bỏ luyến tiếc không buông bỏ người yêu thương không muốn từ bỏ gia nghiệp cả đời gầy dựng danh vọng địa vị nhưng dù có chất trước như thế nào đi chăng nữa cũng không thể không buông bỏ được Đến lúc sau cùng, tất cả những thứ này đều lìa xa, phải đành chịu thôi. Tự thể ái là loại chấp trước thứ hai, tức là chấp trước đối với thân thể của chính mình. Có lẽ người Trung Quốc tương đối giản dị, còn người Đài Loan đều coi trọng các đồ trang điểm bảo dưỡng. Phái nữ sắm nhiều đồ trang điểm, có thứ dùng khi tắm rửa, có thứ dùng trước khi tắm có thứ dùng sau khi tắm tóc cũng vậy da cũng giống vậy y phục cũng vậy trực trở đủ loại vì thế ở đài loan người nữ kiếm tiền giỏi nhất truyền hình quảng cáo thường là sản phẩm dành cho người nữ dần dần người nam ở đài loan cũng bắt đầu làm như vậy cũng đi thẩm mỹ thậm chí cắt mí mắt muốn mí mắt của họ giống như mí mắt một ngôi sao nam nào đó đây chính là tự thể ái lúc còn sống họ chấp trước thân thể này lúc chết cũng là chấp thân thể này bởi vì họ không có học phật chỉ hiểu thân thể này là duy nhất và chân thật nhất nhưng họ lại không hiểu thân thể này cũng là hư giả nhưng duyên hòa hợp nhất thời mà thôi cuối cùng đành phải lìa xa cho nên loại chấp thứ hai này chính là từ thể ái Đương sanh ái là loại chấp trước sau cùng Đương sanh chính là dị lai Bởi vì thân thể cũng không biết làm thế nào Không thể không lìa bỏ Được thôi, sau khi xa lìa thân thể Hỏng bét rồi, cần phải đến nơi đâu Rốt cuộc có thế giới sau khi chết không Là khổ hay là vui Điều cuối cùng mà họ quan tâm nhất chính là điều này Lúc còn sống thì cho rằng Người chết thành tro giống như cháy rụi Chẳng còn gì cả, rất ngoan cố Đến sau cùng mới quan mang rối loạn, hỏng bét Trước đây tôi cho rằng con người sống được một trăm năm rồi chết Hiện tại chưa chắc là như vậy Ngộ nhỡ có thế giới sau khi chết Thì phải làm sao đây? Đi về đâu? Đi tiếp nhận an lạc hay là đi tiếp nhận khổ đau? Lúc đó họ mới hối hận kinh vô lượng thọ nói mạng lớn sắp hết hối sợ rối bời lúc còn sống không nghĩ việc sau khi chết đêm tuổi thanh xuân một đời hiến cho người nữ lãng phí ở trong sự ham muốn ngũ dục chẳng chuẩn bị dạch kế hoạch cho việc lớn sanh tử của bản thân sắp chết mới hối hận cho nên nói mạng lớn sắp hết hối sợ rối bời trong tâm vừa hối hận vừa lo sợ nhưng hối hận cũng không kịp bởi vì không thể trở lại nhân gian tiếp tục cuộc sống một khi xa lìa thì vĩnh viễn xa lìa và cha mẹ vợ con tuy có tình cảm sâu nặng nhưng đều phải vĩnh biệt nên rất đau buồn đồng thời hối hận trong quá khứ mọi người đã khuyên anh ta niệm phật nhưng anh ta suýt một hơi nói không có nhân quả báo ứng không có thiên đường địa ngục không có thiện ác học phật để làm gì tâm thích thì cứ thích học phật làm gì cho nên lúc này mới hối hận hối hận rối bời chính là chỉ cho tâm thái của người lâm chung này sự biểu lộ của thiện căn tôi nghĩ các vị ngồi đây chưa đến lúc nối sinh mạng sắp hết mới hối hận rối bời Lo sợ thì hiện tại phải lo sợ Chứ không cần phải đợi đến tương lai mới lo sợ Hiện tại lo sợ thì về sau mới kịp Tương lai lo sợ thì không kịp rồi Người học Phật chúng ta Thật ra có tâm lo sợ mới học Phật Tối hôm qua Pháp Sư Tịnh Lương nói Ông ta từ nhỏ đã có cảm giác cô quạnh không thể giải thích Không hiểu tại sao có cảm giác bất an như thế Kỳ thật, trạng thái tâm lý đó là do sự biểu lộ của thiện căn bởi vì trong tâm của chúng ta tuy có Phật tánh quang minh soi sáng Nhưng từ vô thị đến nay Phật tánh này bị tham sân si Vô minh che lấp sâu dày Bóng dáng vô minh này thỉnh thoảng sẽ phát ra Để cho chúng ta xem nó Cảm thấy sự tồn tại của nó Tuy chánh thể nhìn không thấy Nhưng bóng dáng có thể nhìn thấy được Trạng thái tâm lý khi nhìn bóng dáng chính là muốn gào khóc. Tại sao gào khóc không biết, chẳng hiểu ra sao cả. Hoặc là sự cô quạnh đó đã kích trong tâm, giống như trạng thái tâm lý thê lương vắng lặng, cảm giác thiếu cái gì đó. Có trạng thái ấy, chính là thiện căn biểu lộ sẽ bước vào lĩnh vực tôn giáo. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuy ngài có địa vị cao quý là dương tử xung quanh đều có người bảo hộ khi ra ngoài đều đến nơi có phong cảnh tươi đẹp phồn hoa náo nhiệt nhưng ngài không vui giống như thiếu một cái gì đó ngài ưa thích ngồi nơi yên tĩnh bên cội cây để tư duy nhưng thiếu cái gì đó ngài không biết cần phải đi về hướng nào ngài cũng không biết vì thế người bước vào lĩnh vực tôn giáo tu hành trước tiên đều có tiến trình trên con đường hướng về tâm nếu như có bản thân tôi cũng có tôi nghĩ như thế pháp sư tịnh lương nói ông ta cũng như vậy chúng ta đều có tâm trạng đó nếu như có thể gặp phật pháp thì rất tốt nếu như không gặp phật pháp thì sẽ đau khổ suốt đời thậm chí tự sát vì thế rất nhiều nhà văn lớn nhà triết học lớn đến cuối cùng đều tự sát bởi vì họ rất thống khổ nơi tâm không tìm được nước cam lồ tưới tẩm tâm tối tâm không có ánh sáng chiếu soi thực hành chuyện này rất an ổn nếu như tìm đến sự cứu độ của phật a di đà thì tâm họ sẽ được an vì trong tâm có đầy đủ ánh sáng tại sao vì sự tồn tại của phật a di đà là để tiêu trừ sự bất an của chúng ta. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ nói, Ta thệ đắc thành Phật, thực hành đủ nguyện này, Tất cả nỗi lo sợ sẽ làm cho an ổn. Phật A Di Đà nói: Ngài muốn trở thành vị cứu chủ cứu độ chúng sanh trong mười phương, ngài muốn tất cả chúng sanh sợ hãi trong mười phương được an ổn, nghiệp chướng tiêu trừ, không còn lo sợ Đấy chính là nguyện thứ 18. Giá trị quan trong Phật giáo Người không phát hiện khổ não nơi tâm Thì người đó không thể được coi là người hạnh phúc Hạnh phúc chân chính, an lạc chân chính Được xây dựng trên việc vượt thoát sanh tử, giải thoát sanh tử Cho dù giàu sang và địa vị thế nào đi nữa Mà không hiểu việc lớn của sanh tử không giải quyết được việc lớn của mình thì người này có thể nói là người bất hạnh, người ngu si, dù cho họ có học vấn cũng là người ngu si, người bất hạnh. Trái lại, người mà một chữ bé đôi cũng không biết, hơn nữa rất nghèo khổ, ngủ ở trên sàn nhà nhưng họ hiểu được việc lớn của đời người, biết xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà cứu độ thì người ấy là người hạnh phúc đệ nhất trong cuộc đời người có trí huệ đệ nhất vì thế lấy nhãn quan của phật giáo mà nhìn thì giá trị quan chính là điều này giá trị quan của phật giáo không lấy ngũ dục bên ngoài làm tiêu chuẩn mà lấy việc nội tại có biết việc lớn sanh tử hay không có biết sự cứu độ của phật a di đà hay không làm tiêu chuẩn để đánh giá vì thế nhân sinh quan giá trị quan khắc hẳn dưới thế gian. Nhưng sinh quan của chúng ta là ở trong đó và giá trị quan cũng nằm ở trong đó. Lâm chung trừ chướng tự nhiên giảng sanh. Bởi thế hiện tại tuy có lo sợ nhưng sự lo sợ này sau khi được Đức Phật A Di Đà tiêu trừ cho rồi thì sẽ không còn nữa. Dù cho Lâm chung nằm trên giường bệnh thân thể đau đớn rất nhiều nhưng tâm không đau đớn nếu không thì thân tâm sẽ bị bức bách do ánh sáng của phật a di đà trăm lớp nghìn lớp dây quanh khiến cho chúng ta không có những chấp trước và nỗi lo sợ của người thế gian đồng thời từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay chúng ta đã kết quán kết thụ với mọi người những quan hồn này từ sau khi chúng ta ra đời đang tìm kiếm chúng ta tìm được sẽ ở bên cạnh chúng ta đợi thời cơ để báo thù như vậy thì bình thường chúng ta thân thể khỏe mạnh tâm lý cũng ổn định chúng không thể tiếp cận nếu như thân thể không được mạnh khỏe hoặc tâm lý không được bình thường thì chúng có thể tiếp cận vì thế những người thân tâm không khỏe mạnh thậm chí còn phát điên thì rất dễ bị ma quỷ quấy nhiễu dù một người có thân tâm được mạnh khỏe nhưng đối diện với khoảnh khắc sắp chết dương khí dần dần tan ra tâm của người ấy một nửa nhìn cảnh sắc của thế gian và một nửa nhìn thấy cõi âm thấy được nơi người ấy sắp đi lúc đó quan gia trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp sẽ đến báo thuộc ánh sáng của phật a di đà ngay lúc này phát quy tác dụng rất lớn khiến cho tất cả quan gia trái chủ đều không thể tiếp cận được. Đây chính là sự lợi ích của ánh sáng nhiếp thủ. Đại sư Tiền Đạo giải thích ánh sáng nhiếp thủ có ba loại duyên, thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên chính là nói đến công năng bảo hộ này. 3. Bàn về tính tâm niệm Phật trong Pháp Quán Tán Thiền kinh quán vô lượng thọ cũng nói đến ba tâm đây là trọng điểm chí thành tâm thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm ở đây dường như có ba tâm nhưng lại không giống nhau tất cả đều bao hàm trong thâm tâm chỉ cần có thâm tâm thì đầy đủ ba tâm chí thành tâm là tâm trong ngoài phải nhất trí đầu tiên nói chí thành tâm Chí thành có nghĩa là chân thật Đại sư thiện đạo nói Chí là chân, thành là thật Vì thế, chí thành tâm chính là tâm chân thật Sao gọi là tâm chân thật? Là tâm của chúng ta phải chân thật tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà Đây là tâm chân thật Miệng chúng ta xưng niệm câu danh hiệu này Xuất phát từ nội tâm của chúng ta Thật sự chân thật không phải thể hiện ra bên ngoài để người ta thấy. Vì thế, tin Phật, niệm Phật, tin tưởng có cực lạc, có Phật A-di-đà, đấy là phát ra từ nội tâm chúng ta, không ngoài nhất trí như vậy, chính là chân thật. Thâm tâm là tâm tin sâu Thâm tâm, Đại sư Thiện Đạo giải thích, thâm tâm chính là tâm tin sâu. Tại sao phải tin sâu? thứ nhất tinh cơ tinh châu bản thân bình là hạng phạm phu tội ác sâu nặng tuy có tâm tu hành mà không có sức tu hành nếu dựa vào tự lực thì không những đời này kiếp này không thể giải thoát mà đến thời dị lai cũng không thể giải thoát không có nhân duyên lìa xa sanh tử chúng sanh vừa nghĩ đến điều này thật sự bò lăn trên đất khóc than thảm thiết bởi vì không có nhân duyên lìa xa sanh tử Không có nhân duyên lìa xa sanh tử Chẳng phải đời này qua đời khác Suốt đời suốt kiếp Ở mãi trong cõi ta bà đấy sao Thân người khó được Đâu thể để bị đọa vào ba đường ác Bởi thế Nghĩ đến điều này Nỗi lo lắng không thể hình dung đó Tự nhiên sẽ sanh ra nơi tâm Nhất định là vậy Tin sâu điểm này tinh sâu bản thân chúng ta là phàm phu tội ác trong sanh tử đại sư thiện đạo nói về tinh sâu cơ cơ này trong danh từ phật giáo chính là chỉ cho căn tánh và căn cơ của chúng ta thứ hai tinh pháp tinh sâu niệm phật chắc chắn giảng sanh cũng chính là tinh sâu sự cứu độ của phật a di đà nguyện thứ mười tám nói Người nào xưng danh hiệu tôi Cho đến mười niệm Tôi đều nhất định khiến người ấy giảng sanh Về thế giới cực lạc Người nào xưng danh hiệu tôi Mà không được giảng sanh Thì tôi thệ không thành Phật Nương vào thệ nguyện của Phật A-di-đà Thì nhất định được giảng sanh Phải tin sâu điểm này Hai loại tin sâu Nhập vào nhất hướng chuyên sinh Phần trước nói phải tin sâu về cơ Cơ là hạng phàm phu sanh tử tội ác sâu nặng Không có nhân duyên thoát ly sanh tử Loại chúng sanh này cũng có thể nói là Chúng sanh tạo tội ngũ nghịch Thập ác, phỉ bán chánh pháp Phạm tứ trọng, xiển đề Nếu như không phải loại chúng sanh này Thì có nhân duyên thoát ly sanh tử Loại này không có duyên thoát ly Chúng sanh tạo tội ngũ nghịch Thập ác, phỉ bán chánh pháp xiển đề bất kể họ hiểu sâu hay hiểu cạn đối với sự cứu độ của phật a di đà họ chỉ cần xưng niệm danh hiệu phật a di đà thì nhất định được giảng sanh vì người ấy tin sâu tin bản thân mình tức là cơ không đủ sức để thoát ly sanh tử tin niệm phật tức là pháp thì nhất định được giảng sanh đây chính là hai loại tin sâu cơ và pháp như vậy, nếu theo trì danh hiệu Phật vô lượng thọ mà Đức Phật Thích Ca phó chúc cho ngài A Nan lưu thông và nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà mà đại sư Thiền Đạo giải thích cùng với những gì mới vừa nêu ra thì không có nói đến vấn đề tin hay không tin mà chỉ nói đến nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, đấy chẳng phải là bạn tin hay nghi ở trong việc xưng danh rồi sao? Thí như nói tin có sâu có cạn Nghi cũng có nhiều loại nghi Không cần quan tâm đến những điều này Bạn chỉ cần xưng danh Thì chắc chắn được giáng sanh Chẳng phải tin cũng nằm ngay ở trong đó sao Vì thế cốt loại của kinh quán vô lượng thọ Nằm ở chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Đây chính là đại ý của kinh quán vô lượng thọ Hồi hướng phát nguyện tâm là tâm tự nhiên quay về. Hồi hướng phát nguyện tâm nói đơn giản là chán ta bà, thích cực lạc. Cũng chính là nói không lưu luyến cõi ta bà, thậm chí chán trường bởi vì nó khiến cho chúng ta tạo tội, tạo nghiệp, chịu khổ, chịu nạn. Chúng ta vẫn thích cõi này à? Giả lại, Đức Phật Thích Ca nói, thế giới ta bà này là nhà lửa ba cõi. Ngôi nhà đang cháy dữ dội, làm sao chúng ta thích được chứ? Vì thế, chán trường cõi ta bà, thế giới cực lạc trang nghiêm, thù thắng, thanh tịnh, an lạc như vậy, tại sao chúng ta không muốn đến chứ? Huống gì thế giới cực lạc là thế giới mà Phật A Di Đà kiến lập cho chúng ta, là nhà của chúng ta, chủ hộ là chúng ta, Mỗi người đều là chủ hộ của thế giới cực lạc. Về đến nhà mình thì rất tự nhiên. Hôm nay đi làm vừa hết thời gian làm việc thì tự nhiên về đến nhà của mình, hồi hướng phát nguyện tâm chính là tình trạng này. Tất cả chúng ta ở trong thế giới ta bà này, bất luận người thiện hay kẻ ác, bất luận làm việc gì cũng đều nghĩ đến thế giới cực lạc. Không nên cho rằng những công đức này của ta có thể khiến ta kiếp sau làm người hoặc sanh lên trời không nên suy nghĩ như thế mà nên hồi hướng phát nguyện giáng sanh về thế giới cực lạc ba tâm này đều nằm ở trong thâm tâm biết rằng nương vào tự lực thì không thể thoát khỏi sáu đường biết rằng hạng chúng sanh như chúng ta đây không thể nào thoát khỏi sáu đường chỉ cần xưng danh hiệu phật thì chắc chắn giáng sanh về thế giới cực lạc Ba La Mã Tổng kết Đại ý của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Theo chủ yếu của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói Thì chính là trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ Như vậy, Đại sư Thiền Đạo tức là Phật A Di Đà Thị Hiền Giải thích đoạn Kinh văn này là Căn cứ theo bản nguyện của Phật Thì ý của Kinh này nằm ở chỗ chúng sanh Phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà Tùy kinh quán vô lượng thọ nói đến tam tâm Nhưng tam tâm thì nằm ở trong thâm tâm Mà thâm tâm tức là tâm tinh sâu Phần kinh văn vừa trích dẫn Và sự giảng giải của Đại sư thiền Đạo Những nội dung này là ý nghĩa của tâm tinh sâu Nói khác đi Tin chúng sanh tội ác sâu nặng Không có nhân duyên ra khỏi sanh tử Chỉ cần xưng niệm sáu chữ hồng danh Thì chắc chắn giảng sanh về thế giới cực lạc đây chính là đại ý của kinh quán vô lượng thọ Phần 3 Đại Ý Kinh A-di-đà Một La Mã Từ Thuyết Tại sao gọi là Đại Ý? Phần trước giảng về Đại Ý của Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hôm nay tiếp tục giảng về Đại Ý của Kinh A-di-đà. Ba bộ kinh này là kinh điển y cứ chính của Pháp môn tịnh độ. Giáo lý của Pháp môn tịnh độ giảng giải quyền diệu cao xa hoặc đơn giản dễ hiểu như thế nào đi chăng nữa đều không thể trái với tông chỉ của ba bộ kinh này nếu như có chỗ nào trái nghịch có chút lệch lạc thì chẳng phải pháp môn tịnh độ thậm chí là ngoại đạo cho nên chúng ta nhất định phải nắm vững đại ý của ba bộ kinh này cái gọi là đại ý cổ đức dùng hai câu để hình dung là nan quát thủy chung quan đái sơ hậu tức là thâu tóm đầu đuôi, trùm cả trước sau. Tám chữ này mới xem qua không có gì quá khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại thì dễ lãnh hội. Nang quát thủy chung Nang chính là túi giải, túi bố, đồ đạc trên bàn rất nhiều. Nếu như chúng ta dùng tay cầm từng cái thì không thể cầm hết được. Nếu như đem tất cả những vật đó bỏ vào túi giải và dùng dây buộc chặt miệng túi giải lại thì tay có thể nhấc lên dễ dàng cho nên nói nang quát thủy chung tức là thâu tóm đầu đuôi thủy chung tức là tất cả thủy tức là bắt đầu chung tức là đuôi cuối từ bắt đầu đến cuối cùng đương nhiên bao quát khoảng giữa đều nằm ở trong túi giải cho nên gọi là nang quát bao quát khái quát quan đái sơ hậu quan tức là cái mũ mũ đội trên đầu tóc chúng ta bù xù lồi ra bên ngoài đều nằm gọn ở trong cái mũ cho nên cái mũ có thể bao trùm quý tất cả những sợi tóc bù xù bất luận phía trước hay là phía sau tất cả đều nằm trong cái mũ đây gọi là quan đái sơ hậu ý nghĩa của hai câu này là giống nhau Nắm vững được điểm quan trọng của Đại Ý Đại Ý, một bộ kinh từ đầu đến cuối Có lẽ phân lượng rất nhiều, rất dài Không ngại phiền hà mà giảng rõ ràng Thì rất cao xa quyền diệu Nhưng kinh này chủ yếu nói gì? Ở trong đoạn văn nào? Nếu có thể dẫn đoạn văn này Thì phải giải thích thêm Dù cho bộ kinh này từ đầu đến cuối Không hoàn toàn hiểu rõ hết được nhưng cũng phải hiểu và nắm vững bởi vì cốt lõi của bộ kinh này nói về tông chỉ tịnh độ. Hai La Mã chánh thuyết kinh A Di Đà là phần lưu thông trong kinh Quán vô lượng. Chúng ta giảng về đại ý của bộ kinh A Di Đà này, từ xưa đến nay đều cho rằng kinh A Di Đà là phần lưu thông trong kinh Quán vô lượng thọ. Bởi vì trong Quán kinh kinh văn rất dài, không ngại rườm rà mà giảng mười sáu pháp quán nhưng đến sau cùng tợ như trời đất đảo ngược đức phật thích ca mâu ni thay đổi một trăm tám mươi độ không lưu thông và không phó chúc mười sáu pháp quán mà chỉ phó chúc phần lưu thông xưng niệm danh hiệu phật a di đà điều này hoàn toàn khác với mười sáu pháp quán được giảng trong kinh văn dài ở phần trước có thể thấy mục đích giảng mười sáu pháp quán không nằm ở 16 pháp quán mà nằm ở chỗ xưng danh niệm Phật. Như vậy, bước chuyển ngoặt này trùng khớp với tông chỉ của kinh vô lượng thọ là cho đến 10 niệm của nguyện thứ 18, chú căn cơ lúc bình sanh trên suốt cả đời, căn cơ lúc lâm chung dưới đến 10 tiếng. Kinh A Di Đà là phần lưu thông xưng danh hiệu Phật A Di Đà trong quán kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó chúc cho tôn giả A Nan lưu truyền. Bởi vì trong quán kinh đoạn văn này rất xúc tích, không nói rõ ràng. Chỗ nói rõ ràng nằm ở đâu? Nằm ở trong kinh A Di Đà. Điểm thứ nhất trong ba điểm của đại ý của kinh A Di Đà là khen ngợi y báo và chánh báo ở cực lạc. Kinh A Di Đà đầu tiên nói về y báo trang nghiêm và chánh báo trang nghiêm ở thế giới cực lạc. Mục đích để làm gì? Để làm cho chúng ta phát tâm hâm mộ mong muốn Phát tâm hâm mộ mong muốn Thì có một nguyện cầu sanh tịnh độ Vì thế, mục đích là làm cho chúng ta phát nguyện cầu giảng sanh về thế giới cực lạc Cũng giống như Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về 13 Pháp Quán Định Thiện và Tam Phước Cửu Phẩm nhưng mục đích cuối cùng chẳng phải yêu cầu chúng ta thực hành 13 pháp quán về định thiện này Cũng không nằm ở trong tam phước cửu phẩm Mà mục đích là làm cho chúng ta hâm mộ sự trang nghiêm của thế giới cực lạc Rồi cuối cùng chấp trì danh hiệu Kinh a di đà cũng như vậy Vừa bắt đầu nói về y báo trang nghiêm và chánh báo trang nghiêm Nhưng mục đích là khen ngợi chúng ta có tâm mong mỏi, tâm quan hỷ đối với thế giới cực lạc khiến chúng ta cầu giảng sanh về thế giới cực lạc. Điểm thứ hai trong ba điểm đại ý là chỉ bày phương pháp giảng sanh. Tốt rồi, mục tiêu và chỗ trở về của chúng ta trong tương lai là thế giới cực lạc. Sau khi xác định mục tiêu, điều quan trọng nhất là phương pháp. Mục tiêu dù thù thắng trang nghiêm thanh tịnh an lạc diệu hương khiết đến cỡ nào đi nữa nhưng bạn không có biện pháp để đạt được đấy chỉ là lý tưởng mà thôi hoàn toàn chẳng liên quan gì với chúng ta cả cho nên phương pháp là quan trọng nhất điểm thứ hai này là chỉ bày phương pháp giảng sanh đại ý thứ hai trong kinh a di đà chính là nói về phương pháp giảng sanh về thế giới cực lạc muốn giảng sanh về thế giới cực lạc nếu như dựa vào sự tu hành của chúng ta thì đều là thiểu thiện căn thiểu phước đức nhân duyên không thể giảng sanh muốn giảng sanh về báo độ cao diệu thì chỉ có chấp trì danh hiệu sau khi nghe nói phật a di đà mà chấp trì danh hiệu đây chính là phương pháp giảng sanh cũng chính là điểm thứ hai của đại ý kinh a di đà điểm thứ ba trong ba điểm đại ý là chư Phật trong sáu phương chứng thật. Điểm thứ ba của Đại ý kinh A Di Đà chính là chư Phật ở sáu phương chứng minh và khen ngợi ở phần sau. Bởi vì kinh A Di Đà được Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, ngài sợ chúng sanh trong mười phương khởi tâm nghi rất nặng, chỉ có một mình ngài nói thì chúng ta không thể tin nhận. Cho nên nói chư Phật trong sáu phương, sáu phương tức là mười phương để chứng minh lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, để khuyên bảo chúng ta tin nhận, không nên hoài nghi. Đại ý của Kinh A Di Đà chính là ba điểm này. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là nghe nói Phật A Di Đà liền chấp trì danh hiệu. Một khen ngợi y báo và chánh báo ở cõi cực lạc. Giải thích thêm ba điểm này. Điểm thứ nhất khen ngợi y báo và chánh báo ở cõi cực lạc. Kinh A Di Đà ngay phần khởi đầu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự ngài nói với tôn giả Xá Lợi Phất. Từ đây đến Tây phương hơn 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Ở thế giới Tây phương có thế giới tên là Cực Lạc. Đây là chỉ cho phương vị Cõi Phật kia có Phật hiệu là A-di-đà Đây là chỉ cho chủ nhân của thế giới đó Đây có phương vị nơi có hình tướng chủ nhân Vì thế, Pháp môn tịnh độ đầu tiên kiến lập trên chỉ phương lập tướng Hoàn toàn khác giới tự tánh di-đà Duy tâm tịnh độ của Thánh Đạo Môn nói Vừa bắt đầu kinh A-di-đà đã xuất hiện đoạn văn trên Tại sao gọi là cực lạc? Thế giới đó tại sao gọi là cực lạc? Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại hỏi Ngài Xá Lợi Phất Cõi nước kia tại sao gọi là cực lạc? Cõi nước này tại sao lấy cực lạc làm tên? Tại sao gọi là cực lạc? Chúng sanh nơi ấy không có các thứ khổ Chỉ thọ nhận các điều vui Cho nên gọi là cực lạc giải thích về ý nghĩa tên cõi nước cực lạc rất đơn giản không có các thứ khổ chỉ nhận các điều vui nếu như chúng ta không hiểu rõ nội hàm của những chữ này thì sơ xuất lướt qua thế giới cực lạc và phật a di đà ở phần trước mà không biết rằng thật đáng quý thật quan trọng biết dường nào không biết rằng có liên quan với chúng ta nếu như hiểu càng kẻ chúng ta sẽ cảm thấy ui da thật tốt quá rất khó được Làm cho chúng ta cảm thấy vui mừng quan hỷ không gì bằng Tại sao? Vì không có các thứ khổ Chỉ nhận các điều vui Mục đích của Phật giáo chẳng qua Là cứu khổ ban vui Mục đích học Phật của chúng ta Cũng là để giải thoát bản thân mình Và vô lượng vô biên khổ đau của người khác Đạt đến cứu cánh niết bàn an lạc Chúng ta tu hành như thế nào đi chăng nữa đều không thể đạt đến mục đích này. Hiện tại, cõi nước của Phật A-di-đà là nơi không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui. Cho nên chúng ta chỉ cần hiểu rõ không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui, thì tâm thích cầu cực lạc này sẽ vĩnh viễn không thoái chuyển. Không có các thứ khổ, khổ này nói đơn giản có tam khổ, ngũ khổ, bác khổ, Nói rộng thì có vô lượng vô biên thứ khổ Thông thường đều giải thích về bác khổ Bác khổ là sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly khổ Quán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ Tám thứ khổ này ở thế giới cực lạc hoàn toàn không có Không có các thứ khổ, không những không có những thứ khổ này Mà còn nhận vô lượng điều vui dưới đây lược giải về bác khổ Thế giới cực lạc không có sanh khổ Thế giới cực lạc đều do qua sen quá sanh Cho nên không có sanh khổ Giống như thế giới ta bà của chúng ta Mười tháng ở trong thai mẹ Nếu mẫu thân ăn những đồ lạnh Thì cảm nhận nỗi khổ ở địa ngục hàng băng Nếu mẫu thân ăn những đồ nóng Thì cảm nhận nỗi thống khổ ở địa ngục nhiệt quả lúc vừa sanh ra tuy đều quên hết nhưng lúc đương thời vừa sanh ra kêu qua qua thì bị gió lạnh thổi đây cũng là khổ huống gì từ lúc sanh ra đến khi già đều là khổ cho nên đời người là khổ phật thích ca mâu ni vừa bắt đầu thuyết pháp điện nói khổ tập diệt đạo khổ đứng vị trí đầu tiên thế giới cực lạc không có lão khổ Người giảng sanh về thế giới cực lạc vĩnh viễn giống người thanh niên cường tráng khoảng chừng 20 tuổi Không có già yếu Chúng ta sống ở cõi ta bà thì có khổ già yếu Còn ở cực lạc thì không có khổ già yếu Kinh Vô Lượng Thọ nói Chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc đều là Dung mạo đoan chánh, nhan sắc di diệu Chẳng phải trời cũng chẳng phải người Đã chẳng phải thiên nhân trên trời Cũng không phải tướng phàm phu của nhân gian chúng ta Đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực Đây là tự nhiên, thân hư vô, thể vô cực Cho thấy thân thể họ không giống với chúng ta Có người cao mấy thước, bề ngang mấy tấc Trọng lượng có nhiều loại Còn thân người ở cực lạc đều hơn hẳn chúng ta thân thể của họ hiện hữu khắp hư không pháp giới hư không pháp giới lớn chừng nào thì thân thể họ lớn chừng ấy khắp hư không khắp pháp giới đều nằm ở trong thâm tâm của họ vì thế dù cho dùng thần túc thông đi đi lại lại cũng không thể hình dung thân to lớn và sự tự do vô ngại trong hư không đều thọ thân tự nhiên hư vô thể vô cực cho nên chúng sanh ở thế giới cực lạc không có hiện tượng già Thế giới cực lạc không có bệnh khổ Không có già đương nhiên cũng không có bệnh Kinh Vô Lượng Thọ nói Nếu tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi không được thân Na La Diên Kim Cang Thì tôi không thành chánh giác Thân thể chắc như Kim Cang, sức mạnh như thần Na La Diên vì thế, ở cõi nước đó không có sanh lão bệnh. Thế giới cực lạc không có tử khổ, không có chết bởi vì một khi giảng sanh về thế giới cực lạc thì giống Phật A-di-đà đều là vô lượng thọ, là siêu diệt thời gian, là tồn tại vĩnh hằng. Trong sáu đường, nơi vui nhất chính là thiên chúng trên cõi trời, nhưng thiên nhân vẫn phải chết dù cho thọ mạng dài hơn chúng ta nhưng thọ mạng hết thì vẫn phải chết bởi vì họ không phải là vô lượng thọ thọ mạng của họ chẳng phải thực sự vĩnh hằng siêu diệt thời gian ngay khi họ sắp chết thì có năm tướng suy hao của thiên nhân hiện ra nhưng thế giới cực lạc chẳng phải trời cũng chẳng phải người đã chẳng phải chư thiên và cũng chẳng phải nhân gian cho nên căn bản ở cõi đó không có năm tướng suy hao này hiện ra và ở thế giới cực lạc đều không có sanh lão bệnh tử các vị ngồi ở đây có những người tuổi tác cao người tuổi tác cao sẽ dần dần cảm nhận đến cái khổ già yếu nhiều hay ít đều sẽ nghĩ đến nếu ta trẻ một chút không có bệnh thì có thể sống thêm vài năm nữa được vậy thì may mắn biết giường nào nhưng không thể được chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc thì không cầu mà tự được thế giới cực lạc không có ái biệt ly khổ kế đến là ái biệt ly khổ giảng sanh về thế giới cực lạc thì tự nhiên không có sanh ly tử biệt cũng không có ái biệt ly khổ hơn nữa giảng sanh về thế giới cực lạc tâm này siêu diệt không còn chấp trước các loại ái hận tình cừu Ái thì quán hận, tình thì thù hận Được mất thành bại, giả lại vốn không có những hiện tượng này Cho nên tự nhiên không có ái biệt ly khổ Không chỉ có vậy mà giảng sanh về thế giới cực lạc Đều ở chung với các bậc thượng thiện nhân Cho dù đi đến thế giới trong mười phương để độ chúng sanh Nhưng cũng giống như không đi vậy Cho nên không có ái biệt ly khổ vì thế nếu nói vợ chồng ân ái cha con nghĩa nặng chúng ta cần phải bảo cho họ biết chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc mới có thể vĩnh viễn sống chung với nhau loài thân tình này mới có thể trường tồn mãi mãi nếu không mỗi người đều theo nghiệp của mình mà lưu chuyển không có cách nào ở với nhau vĩnh viễn được bởi vì nghiệp của mỗi người ở quá khứ không giống nhau nghiệp hiện tại cũng không giống nhau một khi lìa thế gian này Sẽ không thể trở lại sống ở thế gian nữa Gia đình ấm áp Địa vị trong xã hội cao quý Mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp Nhưng đều không thể quay lại được Tất cả đều xa lìa thế gian này Không liên quan chút nào cả Giống như trong chim bao Thấy những điều lạ Khi thức dậy rồi Thì những điều khổ vui trong chim bao Đều tan biến mất Chim bao là huyển hóa Nghĩ lại thì thế gian này cũng là một giấc mộng lớn, cũng là huyễn hóa. Kinh Vô Lượng Thọ nói, Người ở thế gian sống trong ái dục, Một mình sinh ra rồi một mình chết đi, Một mình đến rồi một mình đi, Khi đến nơi khổ vui, tự thân mình phải gánh chịu, Không ai thay thế cho nhau được. Mấy câu này tuy rất ngắn gọn nhưng nói lên được tướng trạng thật của thế gian. Người ở thế gian sống trong ái dục, giữa người với người ai không có ái dục chấp trước. Vì thế, nói người ở trong ái dục thì tâm có ái dục, đối diện cũng là hoàn cảnh ái dục. Một mình sinh ra rồi một mình chết đi, một mình đến rồi một mình đi. Cổ đức giải thích câu này nói Mỗi người chúng ta đều là cô độc, tách ra dĩ nhiên cũng cô độc, dù đoàn tụ lại một chỗ cũng là cô độc. Điều này rất có ý nghĩa rất sâu xa. Dù cho người sống chung một nhà, ở trong một gia đình, nhưng đôi bên đều là tự cô độc, bởi vì tâm ý của ta đối phương không thể lý giải, tâm ý của đối phương chúng ta cũng không thể lý giải, không thể cùng cảm nhận như đối phương. Vì thế, từ lúc sanh ra đến khi chết đều chỉ có một mình. Sau khi chết rồi, đương nhiên mỗi người đều theo nghiệp của mình mà lưu chuyển, như vậy thì càng cô độc. Đó gọi là tụ nhau một thời, nhưng chẳng qua là nhân duyên một thời tụ hội mà thôi. Nhân duyên đều có lúc phải xa lìa. Nhân duyên lìa thì tất cả cũng là huyễn hóa tan biến mất, không tồn tại vì thế theo căn bản mà nói thì thế gian này là không tướng đó gọi là hữu cũng là không tướng bởi vì hữu này là nhân duyên nhất thời nhân duyên nhất thời thì chẳng phải các thứ xưa nay vốn có thì không thể nào không biến đổi cho nên không thể vĩnh hằng tồn tại chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc mới không có tất cả sự lo âu này vì thế thế giới cực lạc không có ái biệt ly khổ thế giới cực lạc không có oán tắng hồi khổ người không muốn gặp mà bỗng nhiên gặp thì sẽ không thoải mái nhưng cũng không sao nếu người không muốn gặp mà phải sống chung dưới mái nhà sống ngày qua ngày như thế có thể hiểu là sống rất mệt mỏi chán chường nhưng thế giới cực lạc thì không có hiện tượng oán tắng hội khổ này Đến nơi đó rồi Thì tâm tự nhiên hóa giải sân hận Tật đố đều biến thành tâm đầy tự ái Tâm một chút cũng không chấp trước Tâm nghĩ đến đối phương Tâm thương yêu đối phương Vì thế muốn lìa các loại ái hận tình cừu Chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc Thế giới cực lạc không có cầu bất đắc khổ Quyền vọng của người thế gian vô lượng vô biên nhưng thường không thể đạt đến phước báo của mỗi người không giống nhau người có phước báo không cầu mà tự nhiên được còn người không có phước báo dù theo đuổi như thế nào đi nữa nhưng vẫn uổng công vô ích thất vọng quay về bởi vì tất cả việc làm trên thế gian này đều do nghiệp của quá khứ mang theo hình thành bạn sanh ra ở quốc gia nào Sanh làm con của ai Diện mạo đẹp hay không đẹp Có trí huệ hay không có trí huệ Tương lai kết hôn với ai Sanh mấy đứa con Sự nghiệp phát đạt hay không phát đạt Gia đình mỹ mãn hay không mỹ mãn Đều một trăm phần trăm liên quan đến đời quá khứ Cho nên Đức Phật Thích Ca mâu Ni nói Muốn biết nhân đời trước Hãy xem quả đời nay Muốn biết quả dị lai Hãy xem nhân đời này. Muốn biết quá khứ của chúng ta là thiện hay ác, có tu hành hay không thì xem kỹ lại đời này của chúng ta đã thọ khổ hay là vui, có tiếp cận được Phật pháp hay không, có học Phật pháp hay không, đạo tâm học Phật sâu hay cạn. Xét kỹ như vậy thì sẽ biết được. Như vậy, đời vị lai chúng ta sẽ đến nơi đâu? tức là căn cứ theo những việc chúng ta làm trong đời này, việc thiện nhiều hay việc ác nhiều. Vậy thì dù cho việc thiện có nhiều đi nữa thì cũng vẫn luân hồi trong sáu đường. Nếu như cả đời của chúng ta đều xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật và tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, như thế thì biết được đời vị lai của chúng ta chẳng phải là hạng phàm phu luân hồi trong thế giới ta bà và ngay hiện tại bắt đầu trở thành một thành viên trong thánh chúng ở thế giới cực lạc thế giới cực lạc không có cầu bắt đắc khổ thế giới cực lạc là cảnh giới như ý tâm ý của chúng ta nghĩ gì thì sẽ hiển hiện ra thứ đó chúng ta muốn ăn mặc đồ dùng muốn bất luận thứ gì vừa động niệm thì tự nhiên xuất hiện cho nên thế giới cực lạc là cảnh giới như ý không có cầu bất đắc khổ Thế giới cực lạc không có ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm xí thành khổ là căn bản nhất trong bác khổ Sở dĩ có bảy thứ khổ trước Chính là vì có ngủ ấm xí thành khổ căn bản này Nếu như ngủ ấm không hiện hữu Thì chẳng cảm nhận được bảy khổ trước Đến thế giới cực lạc mỗi người đều chứng nhập niết bàn không có chướng ngại của sắc thọ tưởng hành thức quấy nhiễu nội tâm chúng ta bởi vì tất cả đều đã lìa sự nhiễm ô của ngũ uẩn này mỗi người đều chứng nhập niết bàn đều chứng nhập cảnh giới không vô lại chứng nhập phật tánh tùy ý tự tại phật tánh lập tức hiển hiện cho nên nói không có chúng sanh khổ chỉ nhận các điều vui Lạc là đối với khổ, đã không có khổ thì cũng không gọi là vui hay không vui. Lạc này chỉ để hình dung trạng thái này, cái gọi là thế giới cực lạc là bất đắc dĩ thêm chữ cực trước chữ lạc. Thế giới cực lạc đại khái mà nói, chúng sanh ở nơi đó không có các thứ khổ, chỉ nhận các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Nói theo phương diện môi trường Thì Kinh A-di-đà vừa bắt đầu đã nói Có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây Được hình thành bằng các châu báu Kinh A-di-đà tuy nói bốn loại báo Nhưng kỳ thật là vô lượng báo Báo không thể nghĩ bàn Hơn nữa lại có ao bằng bảy báo Trong ao đều có các loại hoa sen có màu sắc Đồng thời phía trên có lầu gác bằng bảy báo Phía dưới là vàng trồng trải khắp mặt đất Vàng trồng ở thế gian của chúng ta thì cứng và lạnh Nhưng vàng trồng ở thế giới cực lạc thì mềm mại mà lại ấm áp Thế giới cực lạc lại thường trỗi thiên nhạc Thiên tức là ý nghĩa thù thắng và tự nhiên Thiên nhạc là một loại phạm âm Cũng chính là nói chúng ta một khi nghe âm nhạc này Thì có thể tiêu trừ được phiền não chứng ngộ bồ đề Thiên nhạc này không giống như ca khúc lưu hành ở thế gian chúng ta Hoặc là nhạc nhẹ, hoặc nhạc trữ tình Không làm người ta an ổn Mà lại khiến cho người càng thêm sao động Nếu âm nhạc của nhà Phật Thì có thể làm cho tâm bực bội của chúng ta dần dần được an định Để cho chúng ta cảm nhận được sự tịch tỉnh của tự tánh Phạm bối tức là âm nhạc của nhà Phật nghe có vẻ khô khan vô vị nhưng âm vị lại vô cùng vô tận cho nên người có thể thưởng thức phạm bối của nhà phật rất dễ tiếp cận được với tự tánh trong mười hai thời ở thế giới cực lạc đều có qua trời rơi lã tả đồng thời lại có các loài chim đủ loại màu sắc kỳ diệu đang nói diệu pháp dù gió thổi hàng cây lay động cũng là nói pháp Môi trường của thế giới cực lạc thấy đều tốt đẹp Từ mặt đất đến trên trời Đều có các loại vật báo trang nghiêm Những vật báo trang nghiêm này Khiến cho chúng ta thấy sắc Nghe âm thanh đều có thể tiêu trừ phiền não Có thể chứng ngộ Phật tánh Y báo có loại công năng này Và môi trường y báo ở thế giới cực lạc Thấy đều do bi nguyện của Phật A-di-đà mà được thành tựu. quang minh vô lượng cho nên gọi là a di đà tiếp theo đức phật thích ca mâu ni giới thiệu chủ a di đà chủ nhân của thế giới cực lạc là phật a di đà đức phật này là đức phật ở cảnh giới như thế nào kinh a di đà từ đầu đến cuối chỉ có một tám trăm năm mươi tám chữ Bức luận là giới thiệu về y báo và chánh báo hoặc giới thiệu phương pháp giảng sanh đều ngắn gọn và trong sáng, cho nên kinh này cũng ngắn gọn và trong sáng. Phật A Di Đà là đức Phật có quang minh vô lượng, là Phật quang minh đầy đủ ánh sáng. Hơn nữa ánh sáng này là vô lượng không bị chướng ngại. Mấy ngày trước pháp sư tình không có giảng, vì ánh sáng này có vô lượng nên phải có đức vô ngại. Nếu như bị chướng ngại thì làm sao gọi là vô lượng được như vậy thì có hạn lượng tôi vừa nghe cảm thấy pháp sư tịnh không có sự thể ngộ rất tốt đặt vào sâu tâm phật quang minh của phật a di đà vô lượng không bị chướng ngại cho nên gọi là phật a di đà đại sư thiền đạo giải thích về đức quang minh của phật a di đà là vô lượng quang vô ngại quang đại sư thiền đạo nói Phật A Di Đà có quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi nước mà không bị chướng ngại, chỉ quán sát chúng sanh niệm Phật và nhiếp thủ không bỏ, cho nên gọi là A Di Đà. Quang minh vô lượng, vô ngại chỉ tìm đến chúng sanh niệm Phật, đồng thời bảo hộ người ấy, cứu độ người ấy, vĩnh viễn không liền người ấy, mãi cho đến lúc người ấy lâm chung nhất định khiến người ấy đến cõi vô lượng quang minh đây chính là ý nghĩa của a di đà từ đoạn này chúng ta có thể biết sự tồn tại của đức phật a di đà là tồn tại vì mục đích gì mục đích cuối cùng của ngài là để cứu độ người niệm phật chỉ quán sát chúng sanh niệm phật và nhiếp thủ không bỏ nếu tu tám dạng bốn ngàn pháp môn khác thì không nằm ở trong sự nhiếp thủ quang minh của phật a di đà chỉ có người nào xưng danh niệm Phật Thì Phật A-di-đà mới nhiếp thủ Dựa xem kết luận này Có vẻ rất hạn hẹp, rất nông cạn Nhưng lại có ý nghĩa sâu xa Bởi vì danh hiệu và quang minh của Phật A-di-đà là một thể Cho nên bạn xưng niệm danh hiệu của Ngài Thì tự nhiên tiếp xúc với quang minh của Ngài Đôi bên cùng dung hòa nhau trong quang minh của Ngài nếu bạn không xưng danh hiệu Phật Thì đương nhiên sẽ liều quang minh của Ngài Vì thế rất ý nghĩa Đáng để chúng ta suy ngẫm. Chúng ta muốn liều quang minh của Phật A-di-đà Hay là muốn được bảo hộ trong quang minh của Phật A-di-đà Nếu muốn được bảo hộ trong quang minh của Phật A-di-đà Thì chúng ta phải chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Thọ mạng vô lượng cho nên gọi là A Di Đà Phật Tích Ca Mâu Ni là giới thiệu Phật A Di Đà là vô lượng thọ cũng chính là nói Phật A Di Đà là Phật trường thọ chữ trường trong trường thọ Phật này không phải là trường của trường đoạn mà là trường của vô lượng trường của vô lượng là trường của tuyệt đối vượt hẳn trường của thời gian Phật A Di Đà là Phật vô lượng thọ Chỉ có mình Đức Phật A-di-đà là Phật vô lượng thọ Vẫn không phải ý nghĩa chân chính của Phật A-di-đà Mà hệ chúng sanh phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc Thì cùng vô lượng thọ như nhau Đây là hàm nghĩa của Phật A-di-đà Nếu chỉ có một mình Phật A-di-đà là vô lượng thọ Chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc Và chúng sanh tha thiết muốn giảng sanh Chúng sanh chưa giáng sanh mà không được vô lượng thọ như nhau thì không thể thành Phật A-di-đà. Ngày nay Ngài có thể trở thành Phật A-di-đà thì bản thân Ngài là vô lượng thọ. Nhưng người giáng sanh và người sắp giáng sanh cũng đều là vô lượng thọ. Vì thế, tùy trong Kinh A-di-đà nói Thọ mạng của Đức Phật A-di-đà và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp có lẽ là nhân dân ở thế giới cực lạc Nhưng nghĩ kỹ lại Thì bao gồm cả nhân dân sắp giáng sanh Bởi vì người sắp giáng sanh Một khi quả báo đời này hết Thì không chịu quả báo phần đoạn sanh tử Ở trong sáu đường Bởi vì họ là một người chắc chắn Được giáng sanh về thế giới cực lạc Cho nên theo hiện tại mà tính thì Họ đã có được thân phận vô lượng thọ Đương nhiên mỗi cá nhân thể quả báo, tức là a lại gia thức của họ không có sanh diệt. Không có sanh diệt nhưng hiện ra hiện tượng sanh diệt. Cho nên có phần đoạn sanh tử là có sanh có tử, không thể chứng ngộ cảnh giới vô sanh vô diệt, bất sanh bất diệt, tam thế thường trụ. Phật A Di Đà vượt hẳn chư Phật. Bản thân Phật A Di Đà dùng vô lượng trong vô lượng thọ và vô lượng quan để bao hàm tất cả vô lượng. Chư Phật đều có vô lượng đức. Vô lượng đức này, Phật A Di Đà dùng vô lượng thọ và vô lượng quan bao hàm hết trong đó. Đồng thời, điều mà chư Phật có thì Đức Phật A Di Đà đều có. Nhưng điều mà Phật A Di Đà có chưa chắc chư Phật khác đã có. Thí như nói, cứu độ chúng sanh trong mười phương khiến cho chúng sanh trong mười phương giảng sanh bình đẳng thành phật chư phật trong mười phương không có điều này chỉ có đức phật a di đà mới có mà thôi bởi thế để trở thành chư phật khác thì rất dễ dàng nhưng để trở thành đức phật a di đà thì rất khó khăn cho nên phật a di đà thành phật phải trải qua năm kiếp tư duy nhiều kiếp lâu xa tích lũy dung bồi vô lượng đức hạnh của bồ tát để thành tựu đạo lý này nằm ngay nơi đây thánh chúng cực lạc đồng thời chúng thanh văn a la hán và chúng bồ tát giảng sanh về thế giới cực lạc nhiều vô lượng vô biên a tăng kỳ không đếm được không tính được điều này cho thấy thế giới cực lạc là cảnh giới của bậc thánh nhân không có người ác không có người có thể làm cho chúng ta nhiễm theo thói xấu. Tùy thế giới cực lạc có tên gọi A-La-Hán và Bồ-Tát, ấy là để chúng ta dễ hiểu mới nói có A-La-Hán, Bồ-Tát. Kỳ thật, thánh chúng ở thế giới cực lạc đều được vô lượng thọ, vô lượng quan, giống với Đức Phật A-di-đà. Đấy chẳng phải mọi người ở thế giới cực lạc đều có công đức bằng Phật sao? Tại sao Phật A-di-đà mới xưng là Phật Những chúng khác không gọi là Phật Bởi vì mỗi thế giới chỉ có một Đức Phật Thánh chúng khác chỉ có thể hiện thân Bồ-Tát Đến để trang nghiêm thế giới cực lạc Vì thế, nói chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc Đều là Bồ-Tát nhất sanh bổ xứ Hơn nữa, hàng Bồ-Tát nhất sanh bổ xứ này Nhiều vô lượng vô biên A-Tăng kỳ bởi vì chúng sanh giảng sanh nhiều thì đương nhiên số Bồ Tát nhất sanh bổ xứ dĩ nhiên cũng nhiều. Giảng sanh nhiều bao nhiêu thì Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng nhiều bấy nhiêu. Mỗi người đều là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Đã là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì thể hiện tư cách họ có đức hạnh và tài năng của Phật, nhưng không có được vị trí đó mà thôi. Kinh A Di Đà giới thiệu ngắn gọn về y báo và chánh báo của thế giới cực lạc như vậy. 2. Chỉ bày phương pháp giảng sanh Thế giới cực lạc đã thù thắng, trang nghiêm, tuyệt diệu, an lạc như vậy. Không có người nào nghe đến mà không muốn giảng sanh cả. Ai ai cũng muốn giảng sanh. Vậy thì, người muốn giảng sanh, vấn đề đặt ra là làm thế nào mới có thể giảng sanh? Trước hết nói về thiểu thiện căn không được giảng sanh Về việc làm thế nào mới có thể giảng sanh Dù mọi người luôn bị phiền não làm chướng ngại Thì Kinh a di đà đã dạy chúng ta rất rõ ràng Đơn giản và ngắn gọn Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên Mà được sanh về cõi nước kia Ý nói Trong tám tông phái và tám dạng bốn ngàn pháp môn mà hạng phàm phu chúng ta đã tu tập ở thế giới ta bà này bất luận bạn tu tập theo tông phái nào hay pháp môn nào chỉ nương vào sức của mình mà tu tập đều là ít thiện căn ít phước đức nên không thể giảng sanh vì thế chẳng phải dựa vào công đức tu tập của chúng ta để cầu giảng sanh không phải như thế thế thì nương vào đâu câu dưới đây sẽ giải đáp Kế đến dạy về trì danh được giảng sanh Phật Thích Ca Mâu Ni nói Nếu có người thiện nam tử Thiện nữ nhân nghe nói Phật A-di-đà Chấp trì danh hiệu Hoặc một ngày Hoặc hai ngày Hoặc ba ngày Hoặc bốn ngày Hoặc năm ngày Hoặc sáu ngày Hoặc bảy ngày Nhất tâm bất loạn Đây chính là phương pháp giảng sanh nhưng có người xem đoạn văn này thường hiểu sai ý nghĩa. Như vậy thì dù cho Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng, cũng giống không nói. Chúng ta xem lại nhiều lần mà cũng như không. Tại sao gọi là nghe nói Phật A Di Đà? Văn nghe có hai tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất là dùng lỗ tai của chúng ta hoặc là dùng mắt của chúng ta để tiếp nhận giáo lý này nên gọi là nghe. Thí như nói Dùng lỗ tai của chúng ta nghe Pháp sư giảng Hoặc nghe băng ghi âm về giáo Pháp này Đó chính là nghe Chúng ta không chỉ dùng lỗ tai nghe Mà mắt xem kinh sách và giáo lý của Pháp môn này Cũng gọi là nghe Văn nghe gì? Là nghe mọi người nói về Đức Phật A-di-đà Bốn chữ A-di-đà Phật đó Không chỉ nghe họ nói về bốn chữ này mà còn nghe nói về nguyên lý của bốn chữ này nghe nói về nguồn gốc sự sanh khởi và ngọn nguồn của phật a di đà tại sao biết có bốn chữ này tại sao biết có sự tồn tại của phật a di đà ngài tại sao tồn tại mục đích tồn tại là gì sự tồn tại của ngài và chúng ta có liên quan gì nghe những điều này gọi là nghe thính văn hoặc có người chỉ hiểu trên quan niệm Chứ chưa thật sự đi vào nội tâm Vì thế nghe của tầng bậc thứ hai Là sự từ bi của Phật A-di-đà chảy vào nội tâm Phá đi tâm hoài nghi lâu dài của chúng ta từ trước đến nay Đây chính là nghe Nghe như thế mới là nghe thật sự Loại nghe thứ nhất là thiển cận Nhãn căng xem sách Nhĩ căng nghe giảng sáu căn đối với sáu trần mà sanh ra sáu thức. Loại nghe thứ hai cũng có thể nói là vào sâu trong nội tâm, tức là huân tập vào thức thứ tám a la gia trở thành chủng tử vĩnh hằng bất biến của chúng ta, phá vỡ nghi tình, nghi tâm, nhị tâm tồn tại trong a la gia thức. Cái gọi là nghi tình, nghi tâm, nhị tâm, tự lực, danh từ tuy có khác nhau nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Loại nghe thứ hai là văn chân chính. Loại nghe này chính là tính. Vì thế, đoàn văn này có ý nghĩa và văn tự cũng giống với câu nghe danh hiệu Phật, tính tâm quan hỷ được nói trong văn thành tựu nguyện thứ 18 của Kinh Vô Lượng Thọ. Nghe nói Phật A-di-đà chính là nghe danh hiệu Phật chấp trì danh hiệu chính là tính tâm quan hỷ tại sao gọi là chấp trì danh hiệu lòng từ bi của phật a di đà khiến cho chúng ta thật sự thể ngộ trạng thái này trong tâm chính là chấp trì danh hiệu nghe nói phật a di đà danh hiệu của phật a di đà rồi tiếp nhận nơi tâm đó chính là chấp trì danh hiệu chấp trì này nếu đồ đạc thì chúng ta phải dùng tay để cầm cho nên chấp trì có bộ thủ một bên nhưng phật a di đà là không hình không tướng không màu sắc mắt nhìn không thấy tai nghe không được tay cầm không được giống như vậy thì chúng ta phải dùng tâm để lãnh thọ lúc dùng tâm để lãnh thọ mới có thể biết chúng ta luôn luôn thấy phật a di đà nghe đến phật a di đà nhưng từ trước tới nay đều nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe. Từ nay mới hiểu được, Phật A-di-đà từ mười kiếp đến nay đều kêu gọi chúng ta, đều phóng quang chấn động nơi cửa sáu căn của chúng ta, nhưng chúng ta đều không hay biết. Mê muội không ngộ, nghi ngờ không tin, cho nên trong kinh điển nói loại người này là người không mắt, người không tai từ xưa đến nay trong mười kiếp chúng ta đều là người không có mắt không có tai vì thế chân chính nghe nói phật a di đà chấp trì danh hiệu chính là tin nhận sự cứu độ của phật a di đà tin nhận sự cứu độ của phật a di đà chính là chấp trì danh hiệu chính là nghe nói phật a di đà lòng từ bi của phật a di đà muốn chủ động bình đẳng vô phân biệt cứu độ chúng ta Cảm động đến nội tâm của chúng ta Ngay lập tức sự hoài nghi nơi tâm chúng ta được tiêu trừ Thay đổi 180 độ Tâm hoài nghi trở thành tính tâm Và trở thành tâm từ bi của Phật A-di-đà Đấy gọi là chấp trì danh hiệu Tại sao gọi là nhất tâm bất loạn? Trong tâm của chúng ta Tiếp nhận danh hiệu nơi tâm rồi chấp trì danh hiệu. Loại trạng thái tâm lý này suốt đời đều không thể mất, đến tận lúc lâm chung. Vì thế, Kinh a di đà nói, Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, rồi sau đó cần phải hành trì hoặc một năm, hoặc bảy năm, hoặc bảy mươi năm, hoặc suốt cả đời tâm này không còn động loạn, không còn biến đổi nữa thì gọi là nhất tâm bất loạn. Tiếp nhận lòng từ bi của Phật A Di Đà nơi nội tâm. Dù cho mọi người nói pháp môn này hay pháp môn đó cao siêu vi diệu thì ngay lập tức phải có điều linh nghiệm nào đó chứ. Bạn sẽ không thấy là lẫm bởi vì bạn lãnh hội được lòng từ bi của Phật A Di Đà tuy có rất nhiều chư phật trong vũ trụ không thiếu các pháp môn nhưng chỉ có pháp của phật a di đà mới là thật sự có thể cứu độ bản thân mình là sinh mạng của mình là pháp môn cần thiết nhất của mình bạn sẽ không vì người ta nói điều gì mà trở nên hỗn loạn nghi ngờ rồi muốn đi học hỏi vì thế nhất tâm bất loạn có nghĩa là tính tâm không bị loạn động phiền não của mình khởi không nên nghĩ mà cứ nghĩ không nên nói mà cứ nói không nên làm mà cứ làm phiền não khởi lên hỏng bét rồi tâm như thế này làm sao giảng sanh phật a di đà làm thế nào có thể cứu độ ta không nên có suy nghĩ như vậy thì mới không bị phiền não trong tâm khuấy động hiểu rằng sự tồn tại của Phật A Di Đà vốn là muốn cứu độ hạng chúng sanh chúng ta. Hạng chúng sanh chúng ta có ý niệm này thì Phật A Di Đà vốn đã biết, cũng bởi vì biết nên mới muốn cứu độ. Chúng ta tâm niệm như thế cũng là điều hiển nhiên của hạng phàm phu mà thôi. Bởi thế, đừng vì tâm tưởng này mà sanh nghi ngờ sự cứu độ của Phật A Di Đà. Có nghi ngờ thì không thể nhất tâm bất loạn Có loạn thì có tâm nghi ngờ Có điều hạng chúng sanh phiền não như chúng ta đây Khi khởi các niềm không nên khởi Tức là niềm ác Thì trong tâm đừng bao giờ dương dương tự đắc Kiêu mạng nói với mọi người rằng Bởi có Phật A-di-đà cứu độ Nên chúng ta có thể mặc sức muốn làm gì thì làm Tuyệt đối không nên Ngược lại, phải có tâm hổ thẹn, tâm cảm ơn, tâm dịu dàng Bởi vì chúng ta học Phật Nhất định phải biết thiện có thiện báo Ác có ác báo Cần phải bỏ ác tu thiện Không làm các điều ác Nên làm các việc lành Nhưng quán sát bản thân Có tâm làm thiện Nhưng lại không có sức làm điều thiện Có tâm tu hành Mà sức chẳng đủ Được rồi, vấn đề đặt ra trước mắt Sanh tử là việc lớn Vô thường đến rất mau Nếu như hơi thở hiện tại dứt mức Chẳng phải làm lỡ việc lớn này Mà lại rơi vào địa ngục đấy sao? An ổn cuối cùng Chỗ dựa ổn định nhất Đại sư tiền đạo lấy Nhị hà bạch đạo Để hình dung nội tâm mỗi vị của chúng ta nội tâm của mỗi người chúng ta đây đều là hiện tượng giữa hai dòng sông nước và lửa nước thì cuộn trào dữ dội lửa thì đốt cháy mãnh liệt tham sân si của chúng ta cũng giống như vậy có thể không bị nước và lửa làm ảnh hưởng lôi kéo chính là sự cứu độ của phật a di đà nội tâm của chúng ta đã nghe được lời kêu gọi của phật a di đà Nghe đến tiếng bảo chứng cứu độ của Phật A Di Đà, chảy vào trong tâm, chúng ta sẽ không bị hoảng sợ bởi sông nước và sông lửa này. Nếu như không có sự cứu độ của Phật A Di Đà, không có sự bảo chứng của Phật A Di Đà, thì chúng ta lúc nào cũng hoảng sợ bất an, thường phải sám hối, lại luôn phạm lỗi, phạm rồi lại sám hối, sám hối rồi lại phạm, đến cuối cùng cũng đành chịu không biết phải làm như thế nào Tôi nghĩ người tu hành đều có trải qua lộ trình tâm này Bởi thế Phật a di đà là chỗ dựa an ổn nhất Chỗ an ủi sau cùng của chúng ta Phật a di đà giống như hai cây gậy để chúng ta chống đi Phật a di đà giống như người thị giả Ở bên cạnh hầu hạ chúng ta trong nom chúng ta Phật A Di Đà giống như một chiếc thuyền đưa chúng ta từ bờ bên này sang bên kia. Phật A Di Đà giống như ánh sáng trong bóng tối, chiếu sáng tương lai của chúng ta, giống như kim chỉ nam giữa ngã tư đường, chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, giống như một thanh bảo kiếm chặt đứt sự nghi ngờ lầm lẫn của chúng ta, giống như vị tướng lĩnh dũng mãnh phá trừ quả báo địa ngục trong tâm của chúng ta. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói phải Nghe nói Phật A Di Đà Chấp trì danh hiệu Đây là nhân của sự giảng sanh Tại sao là ít thiện căn ít phước đức nếu như đem những gì chúng ta tu tập như dạng hạnh điều thiện và tam học lục độ so với công đức danh hiệu của phật a di đà đó chính là ít thiện căn ít phước đức So với người với người Có người tu hành cao Có người tu hành thấp Người có công đức Người không có công đức Nhưng nếu so sánh những điều này Với danh hiệu của Phật A-di-đà Thì chẳng có gì đáng nói cả Thí như ở trong căn phòng tối tăm Nếu như chúng ta thắp lên một cây đèn cày Thì cảm thấy sáng sủa Nhưng hiện tại có đèn tuyết Chỉ cần bật đèn lên thì ánh sáng của đèn cày liền biến mất nhưng so với ánh sáng mặt trời thì ánh sáng của đèn tuyếp chẳng là gì cả ánh sáng của mặt trời đụng phải vô lượng quan của phật a di đà thì ánh sáng của mặt trời sẽ như thế nào kinh vô lượng thọ hình dung nói ánh sáng của mặt trời mặt trăng cũng như một đống mực đen giống như một đống mực đen vậy không có ánh sáng hoàn toàn chẳng phải không có ánh sáng mà bởi vì ánh sáng của phật a di đà quá sáng làm cho nó giống như không thấy ngay lập tức hòa vào trong ánh sáng của phật a di đà bởi thế thiểu thiện căn phước đức nhân duyên chính là các loại công đức mà chúng ta tích lũy ở thế gian sánh với phật a di đà thì rất ít nam mô a di đà phật chính là đa thiện căn phước đức đại thiện căn phước đức thiện căn phước đức thù thắng thiện căn phước đức tuyệt đối thiện căn phước đức viên mãn đại sư thiện đạo giải thích thiểu thiện căn phước đức nhân duyên thế giới cực lạc là do danh hiệu của phật a di đà hiển hiện nếu chúng ta không căn cứ vào câu danh hiệu này làm sao có thể tiến vào cõi nước danh hiệu của ngài được chứ? Bởi vì câu danh hiệu này là niết bàn, cõi nước của ngài cũng là cõi niết bàn. Vì thế, đại sư thiền đạo dùng bài kệ để giải thích đoạn kinh văn này trong kinh A Di Đà. Ngài giải thích không thể đem chút chút ít thiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Đồng thời giải thích câu nghe nói phật a di đà chấp trì danh hiệu giải thích như thế nào kệ nói cực lạc là vô vi niết bàn tùy duyên tạp thiền e khó sanh thế nên như lai chọn pháp yếu dạy niệm di đà chuyên lại chuyên